Cùng biến Barbie thành nàng tiên cá nào. Mặc áo vào nha. Chọn màu, màu tím nha. Gắn đuôi vào nào. Nơ màu hồng. Điểm thêm cho lấp lánh nha. Đính đá. Nàng tiên ác Barbie nhìn đẹp ngất chưa nào. Chào Barbie, sẽ có tiệc dưới biển đi không nào? Còn hỏi nữa hả? Lặn xuống nào. Cùng hóa thành nàng tiên cá nha. Thích không nè? Mình bơi như cá đi. Còn bạn thì sao? À! Xin lỗi, mình không có ý hù bạn đâu mà. À, Ruby là bạn đó hả? Nhìn sinh vật tuyệt vời này đi. Bé sứa đáng yêu quá à. Nhanh lên, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Chờ mình với. Chọn chiếc xe hương này nào. Sơn màu acrylic lên phần khung nha. Che phần cốp xe. Trang trí thêm chấm trắng. Đến bánh xe nè. Gắn bánh xe vào nha. Lưới tản nhiệt. Vô lăng màu hồng. Barbie lái xe nè. Lên xe đá số nào. Ô, trời hôm nay đẹp quá à. Ken lái xe ngang qua. Chào Barbie. Chào Ken. Mong là Barbie để ý đến xe mình. Phải đợi thôi. Ô, Barbie kìa. Chào Ken. Chào Barbie. Đèn xanh kìa. Muốn đua không nào? Không, xe của mình. Tạm biệt Ken nha. Xem trong chiếc hộp này nào. Lấy đất nặng ra nha. Làm thành quả bóng. Gương mặt đáng yêu. Nuôi cho em bé nè. Quấn bé lại. Buộc lại bằng ri băng. Các bé đang ngủ trong xe đẩy. Barbie ngủ quách cần câu sau tàn tiệc. Các con không để cho mình ngủ tới trưa mà. Thôi được rồi, mẹ dậy đây. Chắc là đói rồi ha. Ôm nhom nhom. Lâu bằng khăn giấy thôi nào. Nhìn lục lạc nè. Cùng đi dạo nha. Cùng đến thăm La Lê Lu nào. Sơn lại đồ bơi bằng màu đen và trắng. Mẫu hộp nè. Làm thành hộp nha. Logo Barbie. Barbie đang trên đường đến đây. Cô bé thắt bím cho búp bê. Mình muốn có đồ chơi mới. Barbie hiếm thì sao nhỉ? Barbie phong cách bãi biển. Đến hồ bơi nào. Tắm nắng trên ghế dài nè. Barbie đến bữa tiệc độc thân. Nè các bạn ơi, mọi người ở đây thật vui. Chà, lái xe dạo quanh vùng đất Barbie nào. Barbie trở về nhà. Một ngày mệt mỏi, đến lúc thư giãn rồi. Giấc mơ màu hồng ngọt ngào. Hộp đồ chơi cũ. Cắt phần bên nha. Trang trí bằng ren lấp lánh. Lấy bánh xe nào. Cắt thành hình mái hiên. Lấy ống hút nha. Gắn vào nha. Xe kem sẽ làm hài lòng cho các tín đồ háo ngọt nè. Nè Barbie, hey. Trong cửa hàng giúp cho mình nha. Oh, okay. Chào Barbie, Ken đâu rồi? Chào Ariel, mình trong cửa hàng giùm á mà. Chọn đi nào. Bé cuốn cũng muốn ăn nữa đó.
giờ đã, ăn tí kẹo đi nha. Sau này mình sẽ cẩn thận hơn. Cho mình một que kem nào. Cho bé cuốn trước đi. Và kem của bạn đây nè. Lấy đôi giày nha. Hơi to so với mình rồi. Ồ đúng rồi. Lấy cái này nè. Sơn lại bằng màu vàng đây ông. Gắn bánh xe vào nè. Dừng lại, an toàn là trên hết. Gắn miếng đàn hồi lại. Đi thôi nào. Hey. Hôm nay mình sẽ đi xe trượt nè. Tuyệt quá à. Cùng nhau lái đi ha. Ồ, ai thế? Well, hello there. Em ơi, về nhà cùng với chị nha. Chờ đã, em đi đâu vậy? Nè, chờ đã. Lấy một tờ giấy xốp. Vẽ hình tròn nha. Cắt ra nào. Sơn màu đỏ và trắng. Bức tường lấp lánh. Xốp nè. Cắt thành hình trụ ra. Lắp loa nha. Cặp loa chất lượng chứ nào. Bàn DJ đứng của Barbie. Mọi thứ đã sẵn sàng dành cho bữa tiệc tuyệt vời. Một ngày ở vùng đất Barbie. Ngôi nhà xinh đẹp. Xin chào thế giới. Chào Barbie. Chào Ken. Chào Barbie. Chào Ken. Barbie đi dạo không nào? Đến vũ hội với chúng mình đi nào. Ô không, cơn lốc tàn phá cả sàn nhảy. Phải dọn dẹp trước khi các bạn đến rồi. Coi chừng, sàn ướt kìa. Chúng mình đến rồi nè. Ô trơn quá à. Để mình. Bữa tiệc diễn ra sôi nổi. Ở thế giới Barbie này thật vô lo. Lấy bìa cứng nha. Gấp các góc nè. Chấm các chấm lên nào. Lắp thành bảng làm việc. Thêm sàn. Bếp từ. Điểm nhấn cuối là bó hoa này. Căn bếp màu hồng đáng yêu chưa kìa. Hoan hô một ngày mới. Mình sẽ bắt đầu với Coca-Cola. Mình yêu căn bếp đáng yêu này quá à. Tạo bất ngờ cho Ken nào. Xong xuôi. Chào Barbie. Mình mua hoa cho bạn nè. Úp, bé cuốn ăn trộm bánh kìa. Ồ, mệt à nha. Để mình lau phần kem đi cho nha. Chúng mình sẽ tiếp tục hẹn hò mà không có bánh ha. Bé cuốn ngoan quá. Viền hình chiếc cặp nha. Đục lỗ nè. Vị thuốc này sẽ tiện lắm đây. Làm thành viền cặp. Trang trí bằng sợi. Giỏi lắm. Bé ơi, đến giờ ăn rồi. Mình thích McDonald's. Xin lỗi, nhưng cuốn không được vào ạ. Hẹn khách hàng quay lại lần sau nha. Đúng rồi, chiếc cặp đeo. Vào nào. Cho mình một bánh burger. Chúc ngon miệng. Yummy. Giỏi lắm Sky. Mọi thứ đều suôn sẻ. Chà, sao mà mình ăn một mình được chứ. Tiếng gì thế? Thú cưng của bạn hả? Barbie, tưởng hiểu ý của mình nói rồi chứ. Về nhà thôi nào. Lần sau gọi giao hàng thôi. Bye. Lấy đất sét nung. Che thân hình bé nhỏ này bằng đất sét. Trải đều. Nướng bức tượng nhỏ. Xong. Khô rồi nè. Vẽ đồ tắm. Làm một chiếc váy từ vải hồng nha. Nơ cài tóc. Tự
tượng khen. Cắt mẫu này ra nha. Nhãn tên nè, một lựa chọn hoàn hảo. Ba mẹ đang nghỉ ngơi ở nhà, Ken đang dùng laptop, Barbie thì chơi piano. Búp bê Ken yêu thích nè. Sao mình không có nhiều búp bê ta? Sắp đến sinh nhật con rồi, con có thể có một bé được không? Đi mà ba, con muốn búp bê Barbie. Anh yêu, chúng ta tặng Skippy một món quà nha. Được thôi. Ba mẹ đến cửa hàng đồ chơi. Anh chỉ cần búp bê Barbie. Chỉ còn bé cuối cùng thôi ạ. May thật đó. Ba mẹ vội vã về nhà. Khách dự tiệc đã đến rồi. Ba mẹ yêu con nhiều lắm. Đây cục cưng. Yeah, cảm ơn ạ. Ba mẹ là nhất. Kitty, chúng ta chơi nha. Các cô bé chơi búp bê. Kỳ nghỉ của họ rất tuyệt vời. Em bé nè. Vẽ mắt. Tóc sáng màu. Em bé đáng yêu ghê. Bình sữa nè. Chi tiết nhựa. Máy giũa móng đang hoạt động. Bộ đồ chơi tuyệt vời. Skippy có em gái. Cô bé thật sự rất thích chăm sóc em gái. Barbie vô cùng hạnh phúc. Mẹ có quà cho con đây. Đồ chơi bé sơ sinh. Tuyệt. Chị sẽ cho em uống sữa trước. Ngủ ngon nha. Em muốn dùng bô chứ. Em gái dậy rồi nè. Con yêu, con cho em uống sữa nha. Con biết cách mà. Skippy rất vui khi được chăm sóc em gái mình. Ô tô đẹp nè. Bỏ các bộ phận bị hỏng. Hồng nè. Kính chắn gió. Ô tô sành điệu cho búp bê. Barbie và cô con gái đang đợi Ken. Đây là anh chàng trong chiếc ô tô mới. Wow, đẹp lắm mà. Con yêu đợi đã. Ba có cái này cho con đây. Xe cho Barbie của con nè. Skippy và Ken chơi với chiếc ô tô. Lên xe đi, khởi hành nha. Vui quá đi. Gia đình tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Nhiều đồ quá. Đất sét nhẹ nè. Đầu chim hồng hà. Vẽ mắt. Đây là chiếc phao hồng hà tuyệt vời để bơi lội. Hai cái luôn nè. Vừa với mọi kích cỡ. Cả gia đình đang thư giãn bên hồ bơi. Ken nhảy theo điệu nhạc. Ba ơi, con cần có phao bơi ạ. Con thích là có ngay. Con muốn một cái thật đẹp cho con và Barbie cơ. Anh yêu được chứ? Tất nhiên rồi. Skippy chơi cùng bé cuốn và bạn búp bê. Xem ba có gì đây nè. Búp bê của con có phao không ạ? Ken đã lo xong mọi thứ. Cảm ơn ba nhiều ạ. Cô bé và búp bê của cô bơi vui vẻ trong hồ bơi. Kỳ nghỉ gia đình tuyệt vời. Nhiều giày quá đi. Tháo phần đế. Những quả cầu tô rua sặc sỡ. Một đôi giày xinh xắn. Có rất nhiều đồ đẹp trong tủ quần áo của mẹ. Đây là Skippy. Mặc thử một chiếc váy nha. Xinh quá đi. Giày thì sao ta? Em bé chọn giày cao gót. Sao mẹ mang được hay thế nhỉ? Ồ, con yêu, con có sao không? Mẹ đã tặng cho con gái một đôi giày cao gót. Đội nón vào nào. Skippy bản sao của Barbie. Vài miếng bìa cứng. Lắp ráp phần cấu trúc nha. Gia cố bằng ống hút. Giường trái tim. Chăn bằng kim sa. Thêm đồ nội thất. Cả bộ cho phòng khách luôn nè. Tủ quần áo.
một tấm thảm thạch anh. Cầu trượt. Ngôi nhà búp bê tuyệt đẹp, có đủ tất cả mọi thứ. Skippy đang chơi ở trong phòng. Cô bé có rất nhiều đồ chơi. Fluffy, cậu muốn chơi cùng không nè? Cẩn thận kìa. Ô không, bạn chó phá nhà búp bê Skippy rồi. Búp bê của mình sẽ sống ở đâu đây? Ken nghe thấy tiếng khóc. Ba sẽ làm cho con ngôi nhà mới nha. Hộp dụng cụ đầy đủ. Bắt tay thôi. Chi tiết cuối cùng. Xong rồi Skippy. Wow, nhà này còn xinh hơn ạ. Bạn cuốn đến xin lỗi. Bé không còn buồn nữa và chơi vui vẻ trong ngôi nhà mới. Ngôi nhà đáng yêu lắm đúng vậy không Fluffy? Chuẩn bị cho búp bê nha. Cắt ngắn. Tóc dài. Máy sấy tóc với lược. Mannequin làm tóc xinh đẹp. Cô bé đang cố chải tóc. Ồ, tóc bị rối rồi. Skippy, để mẹ giúp cho nha. Mẹ có ý này. Con có thể tạo bất cứ kiểu tóc nào với mannequin này. Con sẽ bắt đầu cắt tóc. Hơi lệch con nhỉ? Tóc đuôi ngựa thoải mái cho con đây. Mannequin cũng có kiểu tóc mới rồi nè. Vài chi tiết nữa nha. Cắt bỏ phần thừa. Bút chì. Lấy ruột chì ra. Miếng giấy xốp lấp lánh. Que làm sạch ống sẽ làm bàn chải. Bàn chải điện tuyệt vời này sẽ giúp vệ sinh răng miệng đó. Barbie đọc truyện cho con gái nghe trước khi ngủ. Và họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. Ô, răng của con. Đặt dưới gối của con và cô tiên răng sẽ đến cùng với những món quà. Giờ con đi ngủ nha con yêu. Cô tiên đến rồi. Ta có bàn chải điện cho con đây. Cô tiên đã đổi tiền để lấy răng. Wow, quà nè. Mẹ ơi, đêm qua đã có phép màu ạ. Cô tiên cho con bàn chải đánh răng nè. Cùng nhau đánh răng thôi nào. Con thích lắm. Tranh in màu. Tô các mảnh ghép. Dán keo nha. Cắt theo đường vẽ. Ghép lại với nhau. Mẫu hộp. Đóng gói của chúng ta đã sẵn sàng. Niềm vui lớn cho trẻ và người lớn. Dì vội chạy đến chỗ cháu gái Skippy. Mình đã mua rất nhiều quà. Con bé rất thích những mảnh ghép này. Đi thôi. Ken và con gái của anh ấy đang xem phim hoạt hình. Chào Barbie, chào Ken. Chào Stephanie. Chào. Con thích mấy mảnh ghép này lắm ạ. Dì và em bé có vẻ bận rộn nhỉ? Mảnh cuối cùng. Bức tranh đã ghép xong. Xinh chứ ha? Cả nhà rất vui vẻ. Tờ giấy xốp nè. Thu thập các chi tiết. Gắn dây kéo nha. Ri băng màu hồng. Cắt ngắn nào. Logo Barbie. Đựng vừa hết luôn nè. Chiếc túi đầy phong cách. Đến thăm trường nha. Các bạn nhỏ đang chuẩn bị vào học. Chúng ta bắt đầu nha. Các em có mặt đủ chứ? Skippy mất tích rồi ạ. Cô sẽ liên lạc với phụ huynh. Xin lỗi em đến trễ ạ. Cô bé có một chiếc ba lô mới. Các em lấy sách ra nha. Cô bé thò tay vào ba lô. Và không có sách ở trong. Wow, các bạn rất thích đồ chơi của Skippy. Trường học không phải nơi để chơi. Giờ cô sẽ tịch thu hết. Cô Ly đang chơi đồ chơi kìa. Các bạn nhỏ thì đang đọc bài. Rõ ràng là cô đã quay lại thời thơ ấu của mình. Đứng lại, rắn bằng đất sét. Bắt nư
được rồi. Nhào đất nặng để tạo thành một cái bánh rán nhỏ. Sarah, mình cần xẻng của cậu. Này, mình chưa nấu ăn xong mà. Hey. In thiết kế ra. Rất nhiều mảnh Lego. Bỏ chúng vào trong hộp nha. Mọi em bé đều thích có bộ Lego như thế này. Em bé Luan tới cửa hàng với bà. Cháu có thể chọn món đồ chơi cháu thích. Ok. Wow, con không chọn được nè. Mình muốn... muốn... à, bộ Lego này. Được rồi. Tới quầy tính tiền thôi nào. Và Luan đã có bộ xếp hình của mình. Sau khi về nhà, Luan bắt đầu chơi đồ chơi mới của mình. Chơi với Lego thật là vui mà. Bà ơi, chơi thử đi. Luan à, nếu con trở nên thật sáng tạo thì bà sẽ rất vui. Thật thú vị khi làm những thứ mới mẻ. Búp bê em bé đang mặc chiếc tã màu hồng. Đừng quên nón nữa nha. Làm chậu cây nhỏ bằng đất sét. Dùng kim tuyến phủ quanh. Giờ thì gói đồ chơi lại. Bộ đồ chơi búp bê sơ sinh là mơ ước của mỗi bé gái. Nó trông rất giống thật. Nó còn biết đi vào nhà tắm nữa. Luan có rất nhiều đồ chơi, nhưng cô nàng vẫn không biết làm gì. Và mẹ cô nàng đã có cách. Mẹ và ba muốn tặng một bất ngờ cho con. Hãy nhớ xem con đang muốn có gì nè. Không thể nào. Đúng vậy, giờ con đã có búp bê sơ sinh của mình rồi đó. Yeah, con cảm ơn mẹ. Em bé còn có thể tắm nữa. Y như thật luôn nè. Giờ thì lấy em bé ra đi. Ew, hình như bé muốn đi vệ sinh. Được rồi, cô bé rất phấn khởi. Tới giờ nghe mẹ kể chuyện cổ tích rồi. Búp bê nhỏ quá, rất khó để trang trí. Thêm đốm trắng nè. Thêm màu nổi lên đầu và tạo kiểu tóc mới bằng sợi ruy băng satin. Váy màu cam giống như chú hổ. Không phải trùng hợp đâu. Chiếc nón làm từ da giả trông giống như hổ trắng vậy. Và đây là loài động vật cô nàng yêu thích gắn trên kẹp tóc. Nhựa ba chiều sẽ dùng làm hộp đựng nha. Cho đầy hoa giấy vào. Bình đựng nước sốt có thể biến thành chiếc hộp hoàn hảo. Màu ngọc trai, đôi tay dễ thương và nhãn nhiều màu sắc giúp nó trở thành món đồ chơi đáng mơ ước nhất. Cô nàng nổi tiếng đang quay trực tiếp cảnh khui hộp búp bê mới. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ mở hộp Nanana. Đúng là bạn búp bê đó. Hãy xem có gì bên trong hộp nha. Và đây là khoảnh khắc mà các bạn chờ đợi. Mở nó ra. Yeah, hoa giấy văng tứ tung. Mở hộp búp bê luôn rất thú vị. Dễ thương quá. Mình rất may vì búp bê này là phiên bản giới hạn. Mình biết là đang trực tiếp, nhưng mình muốn chơi bạn búp bê này. Mình không thể bỏ xuống. Đây là món đồ chơi tuyệt vời. Trái tim bằng giấy bìa và ri băng giấy làm thành đồ chơi Pop It. Gắn vách ngăn ra. Sơn màu xinh xắn cho đồ chơi. Mình nóng lòng muốn chơi quá à. Không khí trong lớp khá căng thẳng. Hôm nay có bài kiểm tra rất quan trọng. Bỗng thầy giáo thông báo có những thứ không cần thiết trên bàn của Ronny. Dẹp nó vô đi. Nhưng thầy Sullivan ơi, nó chỉ là đồ chơi thôi mà. Nó giúp em đỡ căng thẳng khi làm bài. Em chọn hình trái tim vì em thích lớp học này của thầy. Ok. Những cái Pop-It này em có thể làm gì với chúng được. Nhưng bạn học sinh lại giấu bùa kiểm tra dưới đồ chơi Pop-It. Rất nhanh đã trả lời xong hết các câu hỏi. Thầy rất ngạc nhiên và hài lòng vì kết quả. Cô nàng rất vui khi nộp bài kiểm tra. Em đã làm nó. Và bài thi cuối kỳ cải thiện điểm trung bình của cô một cách đáng kể. Tất cả là nhờ đồ chơi Pop-It nhỏ này. Hãy thêm vài chi tiết cho búp bê nhỏ xíu này nha. Vẽ đôi mắt và cái miệng. Thợ làm tóc giỏi nhất đang chăm sóc mái tóc xoăn vàng này. Mặc thêm áo crop top trắng và quần jean ôm màu tối. Búp bê vừa mới đóng gói đang được bán trên kệ của cửa hàng đồ chơi. Lori chuyên sưu tầm đồ chơi quý hiếm. Hôm nay cô tìm được búp bê Barbie đặc biệt ở cuộc đấu giá. Ngay khi ra khỏi phòng, con gái cô chú ý đến con búp bê và muốn chơi với nó. Nhưng không dễ dàng, cô bé không với tới. Không ngờ cô bé lại mang theo ghế đẩu và lấy được thứ mình muốn. Thú vị quá. Ô không, mẹ sẽ trở lại. Ô không,
Barbie quý hiếm của mình. Ban đầu bà muốn phạt con gái, nhưng mà con à, mẹ yêu con Lizzie. Mẹ con mình cùng chơi với búp bê này nha. Gấp giấy mút dày và tạo thành hình như vậy nha. Dán phủ lên bằng tấm đệm màu nhớt cầu vồng. Thêm ri băng làm tay cầm. Với chiếc túi sáng và độc đáo như vậy, Chi Chi Lớp sẽ là trung tâm của sự chú ý. Có vẻ phép thuật đã tạo ra chú cuốn nhỏ, dễ thương quá đi. Nàng cuốn lập tức trèo vào bên trong chiếc hộp, chắc chắn là bạn cuốn thích nó lắm. Mẹ và con gái đang đi mua sắm. Con yêu à, lần này mình sẽ không mua thêm thứ gì nữa nha. Nhưng ngay khi vào cửa hàng, cô nàng đã quên mất điều đó. Cô gái nhỏ thấy chiếc túi cầu vồng độc đáo. Đi mà mẹ, nó đẹp quá đi à, họ biết làm sao đây. Cuối cùng niềm vui của bé gái là vô giá. Lấy bạn này về với mình đi. Yay, cô nàng đã có túi Chi Chi Lớp trong mơ của mình rồi. À, đẹp quá, và chú cuốn nữa. Đây là đồ chơi yêu thích của mình. Giờ con là chuyên gia thời trang thật thụ. Những chiếc nhẫn bắt mắt quá đi. Chú bướm nhỏ đang tạo cảm giác cho chúng mình. Mình muốn có kẹp tóc giống như vậy. Cách đế đỡ làm bằng giấy bìa. Đính đầy hạt một nửa lên đó và sơn màu nhạt. Mình thích những màu sắc này. Thêm kẹp tóc. Món phụ kiện giúp biến đổi mái tóc của búp bê. Nhà tạo kiểu tóc đang cố giết thời gian với khách hàng. Sao trước giờ mình không thử kẹp pop it ha? Tuyệt lắm. Mình sẽ mua thêm nhiều nữa. Những người bạn hẹn nhau ở quán cà phê. Một trong số họ có thay đổi. Chuyện gì vậy Emmy? Cậu nhuộm tóc sao? Không, mình chỉ dùng kẹp tóc trang trí thêm thôi. Wow, giờ thì lúc nào cậu cũng có đồ chơi pop it bên mình. Sáng tạo quá. Mình cũng muốn có giống như vậy. Wow. Tới salon của mình đi, mình làm cho.